Chào mừng anh em đến với clip ngày hôm nay. Thì mấy hôm nay thì em đã có nhập chim về, nhưng mà không có thời gian để làm clip cho anh em xem ha. Có nhiều anh em đã đến nhà mua, có nhiều anh em là cách nối Zalo để mình quay clip xem và bắt chốt đi. Thì hôm nay tiếp lấy chương trình, em có về 3 thùng chim. Ba thùng chim thì thùng dưới này là chim bố mẹ, dòng bông đen, dòng thái bông ha. Rồi còn này là con của nó, con lứa đầu tiên, con lứa thứ hai thì bố mẹ đang nằm đây. Thì mình hôm nay mình sẽ khui thùng ba cái cặp này ha. Đây là cái cặp mình đã bắt về nha anh em. Thì hiện tại thì đang trống chuồng A1 thay đen mới về ha. Thay bông thì mình sẽ khui cặp bố mẹ nó cho anh em xem nha. Thì hàng mình toàn tuyển chất lượng, cặp này thì lông lá đẹp, bóng vẫy đã tốt. Thì hôm nay mình về cái loại này, cặp này thì đã sinh sản, bảo hành một trống một mái, cặp mã số A1 thấy bông đen, hàng cực kỳ đẹp, to bự mướt mát. Đây nè, bán đuôi của nó nè anh em. Cặp chim này thì anh em người ta nuôi là không hư một cọng lông nào luôn ha. Còn mình bắt về cũng vậy, không hư một cọng lông đuôi nào luôn. Những hàng này là toàn những hàng đẹp bự. Con này là con trống này nha anh em, con trống này, đuôi của nó này thay bông, bông đầu thì mắt to bự, đã sinh sản được 2 lứa rồi, và 2 cặp con nó đang nằm dưới đây, dưới thùng đây nha anh em. Cặp con đang nằm dưới thùng đây. Thì những anh em nào mà đã coi kênh của mình nhiều á sẽ biết hàng mình đóng đi là đa số là hàng chất lượng cho anh em. Con này cũng trống nè, đã được 2 lứa. Như cặp sinh sản này thì bây mình sẽ bảo hành 100%, một trống một mái. Còn về chất lượng đẻ, mình không có trách nhiệm bảo hành, mình chỉ bắt từ trên trại về và bắt luôn 2 cặp con của nó, dòng F1 của nó ha. Mắt mũi ok, mắt vàng bự, chân giò lành lặn hết. Trước khi mình kiểm tra hết cho anh em xem nữa không, chân giò lành lặn ok. Thì hiện tại cặp này có mã số là A1 nha anh em. A1, trống chuồng A1, mình bỏ vào chuồng A1 ha. Thì đây là con trống đầu tiên mình bắt ra cho anh em, hàng bự, to hơn nắm tay của mình, nắm không hết ha. Đó, tương đối chất lượng, nó đã được 2 lứa rồi. Thì cái thời hạn mà để mình khai thác một cặp chim, đây mình bỏ vào chuồng mình quay cho anh em ra. Rồi mình bỏ vào chuồng cho anh em xem ha, to khủng, mức độ khủng của cặp này, đã sinh ra 2 thế hệ. Đây là con của nó. Rồi bỏ qua đây cho nó nhẹ nhàng, rất đẹp, bóng bẫy, dạng dĩ, lông đuôi là không hư một cọng lông luôn nha anh em. Trong quá trình vận chuyển thì con này là khá ok đấy, thái bông ngực đẹp, đuôi bông, cánh bông. Rồi con này con mái nè, con mái đuôi khá đẹp, phối hợp trắng đen, lông lá đẹp mướt mát ha. Đây là phía sau của nó nè cho anh em xem. Bông đầu, mắt, mũi, mắt vàng luôn ha. Đây là con mái nè, bông nguyên bụng bông, ức hồng, nguyên bụng bông ức hồng hồng nha anh em. Cườm trắng, trắng đen, cườm đen chứ, cườm đen pha với lẫn trắng luôn nè. Cườm đen trắng, đen trắng, khá đẹp. Bông, đây là con mái của nó. Thì cặp này mình bảo hành 100%, chim trống mái có mã số A1. Và chim này đang có phí bảo tồn là 2,7 chai. Cho anh em nào thích cặp này ha, 2,7 chai. Hàng lông lá đẹp từ 10cm, quá đẹp. Một cặp chim 2,7 chai, cặp chim bố mẹ đã có 2 đời con. Thế hệ đời con nó đã có. Thì đây, mình xin phép bỏ vào chuồng đây luôn cho anh em xem thôi. Khá đẹp nha anh em, lông lá là không hư một cọng nào hết, từ trên trại bắt về
mình có trách nhiệm bảo hành một trống một máy, không bảo hành đá, không bảo hành sinh sản. Về tùy vào lệ thuộc vào nhà cửa anh em, cách nuôi và kỹ thuật của anh em chăm nữa. Rồi, khá đẹp. Anh em thấy vô chưa? Một cặp chim đẹp, đứt lửa. Rồi, mình xin quay cận cảnh cho anh em. Đây là con mái, đầu trắng, đầu bông nhiều nè, đuôi bông khá ok, lòng lam rất mướt mát, không hư một cọng lông nào hết trong quá trình vận chuyển. Lưng bông, anh em thấy lưng bông chưa? Nguyên cái lưng của con mái này là bông hết toàn bộ, cực kỳ đẹp, lòng lá mướt ok. Con trống thì bên phải màn hình nha anh em, cũng khá đẹp đấy. Cặp này có mã số A1. Phí bảo tồn là 2,7 chai. Cho cặp lông lá đẹp mướt bóng lưỡng, sinh ra hai thế hệ. Đây, hai cặp con của nó đây anh em. Lông lá khá ok, từ trên trại mình bắt. Đây là con mái nè, anh em xem ha. Bụng bông, đầu bông, mắt mũi lành lặn hết. Quay rõ cho anh em, cận cảnh cho anh em xem nha. Hàng chất lượng, đẹp, móng giò là đầy đủ hết, toàn bộ. Mới về ra thùng, còn hơi bay nhảy tí nha anh em. Tại vì mình quay, mình đưa máy quay trực tiếp vào đó. Rồi, anh trống. Đến với anh trống, cánh trắng, chạy đường chỉ trắng hay bay, khá ok. Quy rất rõ, hai bên nét rất đậm, hai bên cánh thì nét đậm, đẹp, cườm lên anh em thấy chưa, cườm đẹp, kỹ lưỡng, hàng mới về như vậy là quá tuyệt vời nha anh em. Đó, thì cặp này có giá là 2,7 chai và đưa vào chuồng A1, quay rất cận cảnh cho anh em xem ha. Đó, đuôi là còn nguyên lành lặn hết, toàn bộ đã đẻ hai lứa chim sinh sản khá tốt, và hai cặp con của nó đang nằm đây, cặp anh nằm dưới, cặp em nằm trên. Thì chút nữa mình sẽ đập hộp hai cặp đó ra cho anh em xem luôn ha. Rồi, mình xin bỏ vào chuồng A1 đây, chuồng A1, để cho mình quay tiếp cho anh em xem cận cảnh trong chuồng ha. Rồi, mình xin bắt vào chuồng A1. Bắt rất nhẹ nhàng, nhưng mà nó sắp đẻ lại rồi. Cặp này bắt về nếu mà quay nhà quan cửa mà ok hết, thì không quá tuần lễ, 10 ngày là sẽ đẻ lại cặp này nè. Khá đẹp, bắt rất nhẹ nhàng nha anh em bắt chim để ý nha. Mình đưa tay vào thôi và mình nắm rất nhẹ nhàng, không có gì hết ha. Rất nhẹ nhàng và bài bản. Anh em đừng làm quá, chim nó hoảng, sự nghiệp nó ha. Bắt từ thùng ra như vậy. Rồi, mình đưa quay cận cảnh cho anh em xem trong chuồng như thế nào. Cặp măng mã số A1. Mời anh em xem ha, thưởng thức bộ đuôi. Đuôi cặp chim này rất đẹp. Hai con chập bá lửa, cu biểu tượng cho đồng quê hạnh phúc. Anh em nào mà mình nuôi thì mình kiếm một cặp cu ha, vừa nuôi chơi, vừa nghe gái được, vừa sinh sản được. Đa số là anh em rất thích những cái dòng cu như thế này. Và bay mình cũng vậy, quay là quay cận cảnh rõ ràng. Chim mình đây là đúng clip, đúng chim cho anh em xem ha. Hàng phải đạt chuẩn. Rồi, anh em nào mà chưa thấy rõ, chưa cảm thấy chưa ấy, clip này là chưa rõ lắm, thì anh em cứ báo mình để mình kết nối Zalo làm việc với mình. Mình quay trực tiếp, hoặc là mình có thể quay đoạn clip khác ngắn hơn chút nhưng mà rõ ràng cho anh em xem. Thì cặp A1 2,7 chai này, anh em nào cần bảo tồn thì nhắc máy lên alo liền cho mình ha, để cho mình chốt cặp A1 này cho anh em xem ha.
rất giản dị. Chim đã sinh sản hai lứa, chuẩn bị sinh sản lại. Con bên trái màn hình là con mái, còn con bên phải màn hình là con trống, biểu tượng của sự hạnh phúc và tình yêu, tiếng vọng của đồng quê. Anh em mua cặp về để mà xài ha, mình có thể cho luôn cho sinh sản nữa. Rồi thì clip đến đây là kết thúc rồi, mình đến clip mới ha, để mình đập hộp hai cặp chim con của nó. Rồi chào anh em.